Vâng, và xin được chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh LBL Việt Nam Official, và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ ba trong một trận đấu vô cùng căng thẳng và đặt nặng tính chuyên môn cao như ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Top Esports và Bilibili Gaming. Ván đấu mà bên phía của Top Esports đã vượt lên cực kỳ mạnh mẽ khi mà họ có được một chiến thắng để có thể cân bằng tỷ số 1-1, và MVP ở trong ván vừa rồi thuộc về bên phía của Wayward, nơi mà anh ta sử dụng rất tốt con Gwen trong những tình huống giao tranh tổng quyết định, liên tục là bắt chết được. Đó chính là Doggo. Doggo không có quá gì khoảng trống được chơi game ở trong ván đấu vừa rồi. Nhưng thật ra thì ngoại trừ vị trí của Wayward thì cũng có Nai có những cái đóng góp nhất định, khi mà những pha giao tranh đầu ở khu vực hang sứ giả thì người bắt chết được Doggo thành công đó chính là Nai, với những pha lao vào hoảng sợ được và ngay lập tức sốc chết được sát thương. Còn BLG ở trong ván đấu vừa rồi thì họ cần phải thật sự chấn chỉnh lại khu vực đường dưới, nơi mà họ đã để buông lỏng vị trí đường dưới quá nhiều. Doggo gần như là phải tự bơi ở trong khoảng thời gian ban đầu. Những cái phản ứng ngược trở lại đến từ phía BLG là có, nhưng nó không đủ mạnh để giúp cho Doggo có thể quay ngược trở lại ván đấu. Và khi mà Doggo không được chơi game thì đó là một viễn cảnh mà BLG nhận thất bại. Đồng ý là ở trong ván đấu này Zekilov vẫn đang chưa thể hiện được tốt cái khả năng bắn của mình, mặc dù anh ta được dùng tài nguyên, nhưng những người chơi đồng đội của anh ta như là Nai, như là World đã thể hiện được rất tốt trong những pha giao tranh tổng để có thể giúp cho bên phía của tôi Zot đem lại được thắng lợi. Tôi nghĩ là Bilibili họ đã đầu tư sai chỗ. Khi mà con Na nó có lượng trang bị vượt trội hơn con Gwen thì ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu thì cái tác động của nó gây lên ván đấu so với Gwen bên kia nó vẫn không nhiều hơn. Và họ đã buông lơi cái vùng đường dưới và khiến cho Doggo liên tục là bị những tình huống tổ chức băng trụ. Họ đầu tư tài chính cho khu vực đường trên là Pri, nhưng cuối cùng thì con Gwen của Wayward lại chính là người tạo điểm nhấn ở những cái giao tranh quyết định. Nhưng mà chúng ta phải dành lời khen cực kỳ nhiều dành cho Nai, khi mà anh ta chính là người gồng gánh cho cả hai khu vực đường còn lại vượt qua được cái những giai đoạn khó khăn ban đầu. Khi mà chúng ta thấy Wayward anh ta bị liên tục solo kill trên khu vực đường trên đối với con Na của Pri, và kèo kỹ năng này Bri anh ta xử lý quá hoàn hảo. Bữa giờ chúng ta toàn thấy là kèo giữa Na và con Gwen thì Na chỉ có ôm trụ mà farm, thường là thua cả chỉ số lính, nhưng mà bây giờ anh ta thực hiện những tình huống solo kill liên tục vào mặt của Wayward. Vâng, phải có những cái chiến trình nhất định về phía của BLG khi mà họ đang cần chiến thắng để có thể bước lên vị trí thứ ba ở trên bảng xếp hạng của BL. Còn trong khi đó thì Top Esports cũng sẽ cần chiến thắng để có thể bắt nhịp kịp với Top 6 thời điểm hiện tại, với những đội tuyển đã có được 7 chiến thắng thời điểm trước đó. Một ván đấu cực kỳ căng thẳng và quyết định được số phận của hai đội ở trong khoảng thời gian sắp tới của vòng bảng EBL mùa xuân 2022. Còn trong khi đó, ở trong ván đấu này thì bên phía của các đội tuyển EBL thời điểm hiện tại, nếu như chọn Na thì họ phải thật sự là kiểm soát được ván đấu ở khu vực ở trên. Từ nãy đến giờ ở trong rất nhiều trận đấu mà các đội tuyển chọn Na luôn luôn bị kiểm soát cái lượng nộ và cái pha khai thác mạng hạ gục ở cái thời điểm con rồng thứ tư của ván đấu ra đời, là một pha khai thác cực kỳ chí mạng đến từ phía của Top Esports. Họ khai thác thành công, set down được vị trí của Vri khi mà anh ta cố gắng tích nộ dành cho mình, rồi sau đó thì dễ dàng có được linh hồn rồng dành cho phía Top Esports. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cắm chọn của ván đấu thứ ba, ván đấu quyết định để xem đâu là đội có được chiến thắng trong ngày thứ hôm nay. Bên phía của Top Esports ở đội 1, còn BLG bên phía đội 2. Tôi nghĩ thành thật mà nói đó, nó không phải là hơi tiêu cực, nhưng mà tôi nghĩ là Bilibili họ dồn hết những cái lực cấm cho Knife và để thả lại hai cánh còn lại, tại vì thực sự cái sức ảnh hưởng của Knife lên trận đấu nó quá nhiều. Hồi nãy giờ họ cấm đến những vị tướng như là Rai hay là gì đó thì Nai anh ta đem ra một con Syndra và cái áp lực anh ta gây ra vô cùng lớn. Và game đấu thứ hai họ cấm Syndra, anh ta mang ngay con Vex ra, và cái tác động lên trận đấu của anh ta là vô cùng lớn khi mà Doggo anh ta liên tục dính những cái chiêu cuối vô cùng chuẩn xác đến từ vị trí của Nai, và anh ta chết chay thôi. Bây giờ thì bên phía của Top Esports họ vẫn giữ nguyên kèo đấu giữa Jin và Aphelios. BLG vẫn ưu tiên rất nhiều vào Zeri, nhưng có một cái dấu chấm hỏi lớn hơn là tại sao bên phía của BLG họ lại không ưu tiên chọn đội 1 ở trong cái ván thi đấu thứ ba này, khi mà họ là đội được quyền chọn bên để có thể ưu tiên chọn được Zeri dành cho Doggo, và họ quyết định là chọn đội 2 để có thể có một kèo counter pick ở khu vực đường giữa hoặc là khu vực đường trên. Còn trong khi đó thì Top Esports họ một lần nữa chốt vào vị trí đi rừng, đó chính là Trundle dành cho Thiên. Thật ra thì ở trong ván đấu vừa rồi, tác dụng đến từ con Trundle vẫn là có những tình huống đặt cọc băng và khiến cho Doggo gặp rất nhiều khó chịu trong khoảng thời gian ở ban đầu ván đấu khu vực nửa dưới. Những pha cọc băng tốt đến từ bên phía của Thiên khiến cho Doggo mặc dù cầm tốc biến trên người, anh ta vẫn không thể tốc biến và lùi về được. Đây là một
cái những sự lựa chọn nó thể hiện cái ý đồ đánh lên nữa trên bản đồ của đội tuyển Top Esports, với cái cọc băng và cái khả năng làm chậm của cọc băng nó cung cấp cho cái khả năng tiếp cận của con Rai này. Chỉ cần tung cho mình chính xác những cái tình huống một cổ ngữ thì cái lượng sát thương của Rai và Trundle gây ra vị trí của Orianna là rất lớn. Orianna được chốt dành cho phía của BLG. Chúng ta đã từng thấy kẻ đầu giữa Orianna và Rai rồi. Nếu như Rai gặp áp lực khoai tây ban đầu, khả năng bị đẩy là rất cao và sau đó là liên tục bị giữ chờ không bị giữa. Còn nếu như mà trải qua khoảng thời gian ban đầu một cách an toàn thì Rai có được cái khả năng đẩy ngược trở lại ở khoảng thời gian từ giữa ván đấu trở đi, và sau đó cái tác dụng đến từ Rai sẽ là tốt hơn với khả năng di chuyển ra hai khu vực cánh, và lối lên đồ của Rai sẽ giúp cho vị tướng này vừa có giúp chịu vừa có sát thương. Chúng ta đến với những lượt cắm chọn tiếp theo ở trong phe cắm thứ hai của hai bên phía của BG. Họ cắm đi đó chính là Tahmkent và Press, hai vị tướng hỗ trợ có khả năng cover cực kỳ tốt cho sở hữu của mình bị cắm đi, thể hiện ý đồ là muốn đánh thẳng vào vị trí của Zekilov. Cặp đôi Tahmkent và Jinx là một trong những cặp đôi vô cùng mạnh ở thời điểm hiện tại, và có lẽ họ đang muốn chọn lối chơi sẽ tấn công thẳng vào khu vực dưới, vị trí mà Zekilov đang trấn thủ hay chăng đây. Nếu những pha ban trụ hay là những pha all-in của đội tuyển BB Gaming mà lao vào với những tình huống ngậm nuốt để outplay những cái chiêu thức, và khi họ bị lỡ lại cái nhịp tấn công thì đó sẽ là một cái đòn hồi mã thương vô cùng nặng vào những cái đội tuyển mà tấn công vào vị trí xạ thủ có Tahmkent đứng bên cạnh. Chọn Olena, một vị tướng có độ chống chịu và có khả năng mở dành cho phía của BLG. Một lần nữa, BLG họ trung thành với một đội hình có khả năng giao tranh tổng cực kỳ mạnh mẽ với Orianna, Xin Zhao và Leona. Chưa kể đó là Aphelios với những tình huống bồi và thẳng anh trên những lối vào. Còn trong khi đó, khu vực đường trên thì khi mà không có được kèo chọn sau thì Top Esports họ tự tin chọn Ray dành cho ở khu vực trên bản đồ để có thể gần như là đi trên cơ so với những vị tướng khác. Còn trong khi đó ở khu vực hỗ trợ, quyết định của Top Esports sẽ là gì đây? Họ đang vừa nhá Maokai vừa nhá Gelo, nhưng nên là Nautilus, một vị tướng có độ an toàn nhất định ở khu vực nửa dưới bản đồ, vừa có vụ mở vừa có thể nhắm thẳng vào những vị tướng, không có quá nhiều độ cơ động. Còn trong khi đó khu vực trên thì một lần nữa Ray thể hiện cái độ tay to của mình với việc chọn Fiora khu vực đường trên, một kèo đấu kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ ở khu vực nửa trên bản đồ. Một trận đấu mà cái thiên hướng nó sẽ đánh thẳng lên nửa trên bản đồ với một kèo đấu vô cùng nhiệt. Thực sự kèo đấu này mà nhịn nhau phan hòa thì rất là khó. Đụng là trụng thôi, thực sự bây giờ với độ dọn rừng và cái tốc độ di chuyển được tăng thêm với cái vương quốc băng hà của Trundle thì những cái điều chúng ta trông đợi sẽ là những tình huống tạo đột biến từ phía của Trundle. Ở khả năng găng khu vực gần giữa thì anh ta không cần chạm vào người đâu, chỉ cần một cái tình huống dừng cục băng với cái sự khó chịu mà gây ra đến từ cái khả năng làm chậm và những cái tình huống khống chế dồn vào tiếp theo của Nai, đó là một áp lực vô cùng lớn dành cho con Orianna. Những vị tướng kiếm cơ động như là Orianna như là Aphelios sẽ gặp một cái áp lực khi mà cọc băng của Trundle được đặt ra. Nhưng ở khu vực trên thì khi mà bên phía của BLG họ có cho mình đó chính là Fiora thì nó sẽ là một cái công cụ tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như khoảng thời gian ban đầu mà Fiora không bị đè nén quá nhiều bởi Ray, ở xét về sau ván đấu chắc chắn là Fiora sẽ tạo được một cái cánh đánh lẻ cực kỳ áp lực. Còn trong khi đó ở các khu vực đường khác, đặc biệt là khu vực dưới, vẫn luôn luôn là những kèo đấu cực kỳ kinh điển. Leona, Nautilus, Jin, Aphelios, những vị tướng gần như xuất hiện mặc định ở trong các ván đấu. Thực sự là những cái giai đoạn cấm chọn nó quá là dễ đoán, một phần nào đó nó sẽ mang lại cái cảm giác nhàm chán. Chúng tôi đang mong đợi nhiều hơn ở phiên bản 12.4. Những vị tướng như là Lucian, những vị tướng như là Ashe hay là cả Kalista đều có những cái được bắp sức mạnh nhỏ, nhưng mà quyết định của họ vẫn rất an toàn, vẫn bám rất sát với meta. Ván đấu thứ 3 giữa Top Esports và BLG chính thức được bắt đầu, nơi quyết định số phận của hai đội tuyển. Đây là một cặp đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai, và khởi đầu vòng đường đến từ cả hai bên cảm giác vẫn đang chưa để lộ. Có thể là hai bên đang đứng ở khu vực trên, nhưng cả hai đều chủ động biến về, sau đó sẽ cố gắng di chuyển ra khu vực đường nhất, chính xác là khu vực rừng nhất định. Và có vẻ cả hai bên đều sẽ chủ động khởi đầu vòng rừng từ khu vực nửa trên. Đã có những cái hướng di chuyển lộ rõ ý định khởi động vòng rừng từ khu vực đường trên xuống dưới của cả hai người chơi đi rừng bên phía hai đội. Quay với việc chọn cho mình đó chính là con Xin Zhao nhiều đội chính người đang được sử dụng.
nhiều đội chết người đã từng một thời gian sử dụng trên người của con Xin Zhao khi mà thời điểm nó khá khỏe ở khoảng thời gian ban đầu. Nhưng mà sau một vài chỉnh sửa thì con Xin Zhao nhiều đội chết người không còn được ưu tiên nhiều nữa. Ở ván đấu này thì Weiwei vẫn quyết định sử dụng cho mình chính là Xin Zhao nhiều đội chết người. Còn trong khi đó, tình huống cắm mắt bị phát hiện đến từ bên phía của BLG và ngay lập tức có máy quét đến từ bên phía của Top Esports để có thể lấy được con mắt đó. Còn bên phía của BLG thì họ đang có một kèo đấu khu vực nữa trên bản đồ, có thể là tạo ra được đột biến nhất định với con Pyra khu vực đường trên. Và với vòng rừng của cả hai người trên rừng đều là sẽ hướng xuống khu vực nửa dưới thì sẽ là khoảng trống để cho bản thân của Vin, nếu như anh ta thấy được cái đội tập tay, anh ta có thể đè nén vào vị trí của rồi. Lên cấp độ 2 trước đó là Fofo và anh ta đang có một số cái lợi thế đẩy đường cho mình. Đường trên thì Weiwei có được cấp độ 2 trước. Nhìn chung thì chất tướng của Ray vẫn sẽ là đẩy sớm hơn so với Pyra khoảng thời gian ban đầu, cho nên cơ hội dành cho Ray để có thể tạo tác động vẫn là hơi khó. Lượng máu là thấp hơn đến từ bên phía của Ray. Còn trong khi đó Thiên đang cố gắng tìm kiếm một cơ hội tấn công ra khu vực giữa. Công băng sẵn sàng để có thể ép tóc biến. Công băng dựng ra làm chằm Fofo, ép tóc biến của Fofo. Đó chính là sự nguy hiểm của con tranh đồ. Những cấp độ đầu tiên anh ta dọn rừng rất nhanh với cái tốc độ di chuyển được gia tăng từ Vương quốc băng hà. Anh ta sẵn sàng đặt một cái cọc băng thôi. Bây giờ Orianna của Fofo sẽ đánh vô cùng cẩn thận ở khu vực giữa. Mất đi tóc biến rồi thì gặp rất nhiều khó khăn. Còn khu vực trên thì từ nãy đến giờ Ray rất chủ động để có thể sử dụng chiêu thức của mình tấn công vào người của anh ta, thậm chí là dùng luôn cả phản đòn để có thể tìm kiếm cơ hội kích hoạt vào cái điểm yếu của đối phương, nhưng mà lại không thành công. Quay thì tận dụng cái khoảng trống mà Thiên cố gắng tấn công ra cái khu vực đường anh ta cố gắng dọn nhanh cho mình, đó chính là bãi bùa xanh và có một cái vòng rừng 5-7. Nhưng mà quyết định của Thiên khi mà biết được là hiện tại quay đến đâu, anh ta chủ động tiến qua rừng của đối phương. Nếu như đánh nhau thời điểm hiện tại, cảm giác như Thiên vẫn sẽ không thua vì chức tướng đến từ một con đồ. Còn đây là pha cướp rừng thành công và bên phía của Top Esports hài lòng với pha này. Cái lợi thế đẩy đường trước đã cho phép Mark di chuyển vô hỗ trợ những người đồng đội của mình. Và cái trừng phạt đang có trên người của Thiên giúp cho anh ta cướp thành công con cóc đó. Bây giờ anh ta muốn cướp tiếp. Anh ta có thể găng. Anh ta sẽ muốn găng ra khu vực giữa nơi mà Fofo không còn tóc biến nữa. Tóc biến một con ngựa giữa chân và tóc biến móc. Quá nhiều tóc biến để đầu tư vào Fofo có vẻ là sẽ nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Một pha di chuyển vô cùng hợp lý đến từ đội tuyển Top Esports và đã khai thác được vị trí đường giữa của Fofo với cái tóc biến mất đi vừa rồi. Và con trên đồ của Thiên phần nào đó đang mang lại cái tác động vô cùng lớn giai đoạn đầu trận. Anh ta đang đánh khá song sáo dựa trên những cái đường thắng nhất định. Một pha tiến ra thời điểm cấp độ 3, còn đây là BG muốn khai thác ngược trở lại. Nhưng mà Top Esports nhận định được điều này. Họ rất cẩn trọng trong việc tiến vào và Thiên bật máy quét có thể thấy được là lượng tầm nhìn mà BG đặt ra. Và ngay lập tức là Thiên lùi về, anh ta không khởi động vào khu vực bãi chim. Rất tỉnh. Này, không có tầm nhìn trong khu vực vừa rồi, nhưng mà anh ta đứng như là trong đó đang có một con mắt và anh ta đang khiêu khích cặp đôi hỗ trợ và rừng bên phía bên kia. Thật sự rất quái nó từ vị trí của này. Vì đó là một tình huống mà bên phía của Top Esports phần này nó đã đoán định được là BOG định làm gì. Cho nên đó là một tình huống câu giờ tốt đến từ bên phía của này, khiến cho cái nhịp lính ở khu vực dưới chưa thấy được là Z Club phần nó đã cân bằng so với Doggo phía bên kia. Bây giờ thì vẫn có lợi thế dành cho Thiên ở trong khu vực rừng. Anh ta đang dọn rừng gần như là vượt trội hơn so với Quay. Và cách mà Thiên từ nãy đến giờ tạo được tác động là tốt hơn so với Quay, với việc là lấy tốc biến và thậm chí là khai thác luôn mạng hạ gục ở khu vực đường giữa trên người của Fofo. Bây giờ thì khu vực đường giữa đang là một đường mà có được lợi thế dành cho này. Anh ta sẽ tận dụng cái lợi thế đó để có thể ở giai đoạn giữa bán đấu bắt đầu phát triển sức mạnh của một con Rai. Những cái điểm yếu nó xuất hiện khá là khó chịu đến vị trí của Wayward. Nó nằm luôn là những cái điểm yếu trước mặt và rất dễ dàng dành cho Free, anh ta có thể dùng những cái tình huống quy lên và kích mình điểm yếu. Bây giờ thì chênh lệch khu vực trên là không có. Nếu như cứ duy trì cái thế trận này thì càng lên cấp độ cao, con Pyra sẽ có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với Ray phía bên kia. Tuy nhiên thời điểm hiện tại sẽ là thời điểm mà bên phía của Top Esports đang có được một con Rai có thể di chuyển ra được hai khu vực cánh. Và Ri cũng sẽ gặp một chút áp lực ở khu vực trên nếu như có những tình huống biến mất của Nai. Và đầu tiên thì bên phía của Top Esports đã tận dụng cái nhịp chuyển đầu tiên để có thể khai thác được lượng tầm nhìn ở khu vực nơi dưới bản đồ. Họ sẽ dễ dàng kiểm soát con rồng đầu tiên của ván đấu hơn so với BOG. Và Nai từ đến giờ hai pha di chuyển liên tục. Vì anh ta đang đẩy sớm hơn
và đẩy tốt hơn Sofofo. Khi mà con Rai ở khoảng thời gian ban đầu không bị khai thác thì chắc chắn khả năng đẩy của nó là vượt trội hơn rồi. Bây giờ khi mà đã có cái nước mắt nữ thần thì phần nào đó cái lượng năng lượng nó gia tăng thêm cái lượng sức mạnh phép thuật dành cho Rai, giúp anh ta có cái tốc độ đẩy tốt hơn là Orianna phía kia. Mà một phần nào đó sau cái pha mất tốc biến và cả cái màn hạ gục đầu tiên thì bây giờ Fofo anh ta đánh nó rén hơn một tí, tại vì nếu như một tình huống vòng sau và đặt cái cục băng ra thôi thì có thể sẽ là màn hạ gục theo kéo chính xác vị trí của Crip. Crip đã bị dồn thương dính cả thiêu đốt. Crip đang cố gắng chạy về vòng xoáy không gian và chắc chắn Crip sẽ bỏ mạng trong tình huống này. Đây là cái hệ quả của việc một con Rai được phát huy sức mạnh của mình. Đường trên thì có tình huống phản công, nhưng chính xác là phản đòn của Ri, nhưng mà không có cơ sở tấn công thêm dành cho anh ta. Còn trong khi đó thì đường dưới, nửa dưới của Top Esports đang thật sự vượt trội hơn so với đối phương. Cái khó là Fofo bị mất tốc biến, anh ta không thể nào thi đấu một cách quá cao và anh ta liên tục bị đẩy trước. Nó dẫn đến việc là Nai có quá trời khoảng trống di chuyển, hai lần ba lần di chuyển, và lần thứ ba di chuyển thì bên phía của Nai đã khai thác thành công được màn hạ gục ở khu vực nửa dưới bản đồ. 2-0 về phía của Top Esports và họ dẫn trước 1000 tiền hơn. Cái điểm cộng vô cùng lớn đó chính là cái màn hạ gục vừa rồi nó rơi vào tay của con Rise. Thật sự với một người chơi có độ gánh team vô cùng mạnh như Nai và anh ta chọn một vị tướng có khả năng tăng tiến sức mạnh vô cùng lớn của Rise thì đây sẽ là một cái bước tiến vô cùng mạnh mẽ dành cho đội tuyển Top Esports. Đây. Từ nãy giờ tôi thấy liên tục đó chính là đường giữa Fofo liên tục bị bó buộc. Và Nai thì cứ di chuyển, đã là 4 lần mà Nai di chuyển được. Một lần, ba lần di chuyển xuống khu vực dưới. Và vừa rồi là một tình huống di chuyển lên khu vực nửa trên bản đồ để có thể tìm kiếm cơ hội tấn công vào người của Ri. Nhưng Ri đang cố gắng lùi về và có cái nhịp lính khá là an toàn. Họ vẫn sẽ có thể làm được một điều gì đó, đó chính là khai thác tầm nhìn ở khu vực trên để có thể kiểm soát con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Và bên phía của BOG cần phải có sự hỗ trợ dành cho Fofo để có thể kiểm soát được nhịp đẩy khu vực giữa. Tiếp tục là những cái động thái đang muốn kiểm soát cái tầm nhìn ở phía hai cánh. Và Fofo Doggo anh ta đã có tình huống di chuyển để tiến lên khu vực giữa. Họ đang có muốn ý định là can thiệp con sứ giả Kenix. Khả năng tranh cướp đến từ bên phía của Top Esports đang là ổn hơn, chứ sẽ là khả năng kiểm soát sứ giả đang là ổn hơn bên phía của Top Esports vì nhịp di chuyển của họ là nhanh hơn so với đối phương. Chris có thể gặp nguy hiểm, anh ta bị giữ chân bởi lưu đạn hỏa có cọc băng dựng ra và Chris đang gặp rất nhiều khó khăn. Có xoáy lên sóng âm và người nằm xuống đầu tiên lại là Thiên. Bên phía của BG phản công một trở lại vì họ có được lợi thế hơn người, họ ăn được sứ giả. Thực sự Thiên anh ta vừa chủ quan trong pha vừa rồi. Đồng đội anh ta chưa ra nhưng ta còn cả cái tốc biến, nhưng quyết định là không tốc biến né. Có cả cái thủy lưu tầm gì còn mặt của Crip. Crip tốc biến đi nhưng vẫn đủ sát thương. Rai, Rai của Nai đang trưởng, có thằng một lần tốc biến lên nhưng mà anh ta chỉ lấy lại được cái mạng hạ gục của Mark mà ta phải nằm xuống. Double kill dành cho Shaky Love. Quyết định đánh ngược trở lại đến từ phía của Top Esports là đúng đắn để có thể hạ gục thành công được hỗ trợ của đối phương. Và sau đó thì Doggo trong nỗ lực cố gắng dứt điểm ngược trở lại và người của Mark anh ta cũng đã phải nằm xuống. Và double kill là dành cho Zeki lớp. Chúng ta hãy cùng xem lại pha giao tranh rồi. Đầu tiên là một pha giao tranh mà bên phía của Top Esports họ nghĩ rằng họ đang có lợi thế khi họ dồn được ba người tấn công ngay tức vào người của Thiên. Nhưng Thiên trong pha này có vẻ là đang hơi mỏng, anh ta bị sóng thương quá nhanh nằm xuống ngay lập tức và hình như là không kịp sử dụng chiêu cuối cho nên anh ta nằm xuống rất nhanh. Còn sau đó thì BOG họ vẫn cố gắng chần chừ ở khu vực cái bụi cỏ đó, kết quả là bị dính một tình huống móc và Top Esports phản công ngược trở lại. Nai được chưởng và Zeki Love được bắn, anh ta khai thác được double kill cho bản thân mình. Một pha trao đổi không hề lời đến từ tuyển BOG khi mà đồng ý là Doggo anh ta tốc biến lên và lấy được một mạng hạ gục từ Mark. Nhưng mà cái điểm trừ vô cùng lớn là cái double kill trong tình huống vừa rồi nó rơi vào tay của xạ thủ bên phía đội tuyển Top Esports. Bây giờ tiếp tục là rồng nằm trong khu vực kiểm soát của đội tuyển Top Esports. Rồng đầu sẽ cho nhiều huyết của Top Esports vì không có cơ hội cạnh tranh cho BOG. Quan trọng là BOG có muốn đánh hay không. Top Esports thậm chí là quay ngược trở lại để có thể áp lực vào các thành viên của BOG. BOG thứ đang có là con sứ giả. Ôi. Đánh là tự sát, có một tình huống kéo thiêu đốt vào thẳng của Crip, tình huống xoáy sóng âm nhưng mà Thiên tóc biến ra thoát đi. Tên lửa chính xác của người của Crip đang bật hưng phấn, có vòng xoáy không gian tiếp cận người quay hạ gục đi cho mình là Thiên. Double kill cho Fofo. Ây da. Chính xác hơn là double kill dành cho vị trí của Doggo, nhưng mà vừa rồi thì Jacky Love anh ta vẫn được free shot. Một con Jinx với cái móc diệt thị quái trên người và có ba màn hạ gục liên tiếp. Được thật sự thì không pha trao đổi giữa Ri và Wayward thì
đơn giản tao biết trao đổi với nhau thôi. Còn trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, đồng ý là những mạng hạng cục được trao đổi với nhau, nhưng hiện tại Zeki Love đang có được 5 mạng hạng cục. Và hãy cùng xem lại pha giao tranh vừa rồi. Đó là một pha giao tranh mà cảm giác như bên phía của BG đã gặp bất lợi khi mà họ mất trước mạng của Riz. Sau đó thì nỗ lực đến từ Doko là có với cây súng hỏa ngục của mình, anh ta gỡ gạt lại được những mạng ngục là double kill dành cho Doko. Nhưng cuối cùng thì lại để hở khoảng trống ra dành cho Zeki Love, và Zeki Love hay khai thác được triple kill trong pha vừa rồi. Móc diệt thủy quái đã có lên cho mình luôn, đó chính là cái dây cù nộ và thêm cả một mảnh đến từ món trang bị tiếp theo, cái áo trường tím. Và cái trang bị tiếp theo chắc chắn cũng sẽ là cái đại bác liên thanh. Bây giờ riêng của Zeki Love đang outdo hoàn toàn so với Doko phía bên kia. Rồi Wayward, anh ta không có tóc biến, dính mình cái thái dương hạ sang. Và bây giờ anh ta bị đấm, bị đá kích cho mình cái nỏ tử thủ, nhưng mà chỉ có tử thôi chứ không có thủ trong tình huống này rồi. Mai hụt được dành cho Ri. Vẫn có những điểm sáng nhất định ở khu vực trên dành cho bên phía của BG. Họ thậm chí là khai thác luôn con sứ giả khe nứt để có thể dồn một lượng tiền dành cho cánh tay lẻ của mình. Họ đang cố gắng là tìm cách lấy luôn cả trụ hai khu vực, chính xác là trụ một khu vực đường trên, với cái khả năng đẩy đến từ một con Fira có cho mình là cái tàn phá hủy diệt, và họ lấy được trụ một khu vực trên. Trong khi đó khu vực giữa có tình huống xoáy hai người, bên phía của BG có được mạng gục của Doggo, anh ta ăn được mạng hàng của đối phương và double kill, triple kill dành cho Doggo. Trả giá rồi, pha băng trụ thật sự thảm hại đến phía của Top Esports. Họ đang đánh mất dần lợi thế ở một tình huống đường trên, và họ quyết định là phản công khu vực đường giữa. Nhưng mà 2 đến 3 người trong tình huống vừa rồi dính ngay cho mình cái lệnh sóng âm đến từ Fofo, và anh ta có thêm cả những cái tình huống hình như là cái ánh trăng dẫn lối đang ở dạng súng trọng trường, với cái lượng sát thương gây ra đến từ Doggo nó vô cùng lớn. Và triple kill, bỗng dưng AD bên phía BLG, anh ta đã trở lại với đường đua rồi. Đúng là như vậy, khi mà bên phía của BG lại có được 30 hạng cục trái ngược trở lại. Chúng ta cũng xem pha giao tranh rồi. Một pha giao tranh bên phía của Top Esports muốn khai thác một pha băng trụ với 3 thành viên với lượng hiệu ứng khống chế lớn. Tuy nhiên, lệnh sóng âm quá tốt đến từ Fofo để giúp cho Doko có thể bắn được trong trụ, và triple kill có dành cho xạ thủ của BG. Bây giờ xét về lượng đồ là không hề thua so với bên phía của Zeki Love. Nếu như anh ta lùi về để có thể lên đồ, khoảng cách về tiền đồng ý là có, nhưng sẽ không phải là quá lớn. Kích cho mình cái cung không lên để né đi cái tên lửa đạn đạo dương khiếp đến từ vị trí của Doggo. Nhìn chung thì Top Esports vẫn có đường thế đẩy ở khu vực bên giữa, và họ đang cố gắng là lấy cái trụ một khu vực giữa, cọc băng dựng ra, gây áp lực vào người của Chris. Doggo thì đang có thang hậu lương, khả năng dọn dẹp được lính vẫn là có, và bên phía của BG vẫn phòng ngự thành công. Sau hàng loạt pha trao đổi thì xét về tổng thể, hai bên vẫn đang bằng tiền. Bên phía của Top Esports thì đang có sự vượt trội hơn về xạ thủ, còn trong khi đó bên phía của BG thì họ đang có sự nhỉnh hơn ở khu vực đường trên với cánh đáy lẻ, đó chính là Ri. Bây giờ thì Ri sẽ tạo ra được một cái thế gây áp lực của người Wayward. Những tình huống đứng không kỹ của Wayward hoàn toàn có thể bị solo kill bởi Ri. Anh ta đang cầm cho mình đó là một cái huyết trượng và một cái dao găm, không lẽ anh ta muốn lên cho mình cái gươm suy vong. Bây giờ hai đội vẫn đang cố gắng kiểm soát cho mình con sứ giả khe nứt tiếp theo. Hơi khó dành cho phía của Top Esports trong việc là cố gắng tìm kiếm cơ hội khai thác vào các thành viên của BLG. Đường dưới vẫn đang là đường đẩy cho bên phía của BLG, nhưng cái trụ này còn khá là nhiều máu. Quan trọng là những tình huống tiếp theo, đặc biệt là con sứ giả đây. Con sứ giả này, đây là nơi bên phía của BLG có vẻ là đang muốn ép một pha giao tranh khi mà họ có những công cụ giao tranh nhất định. Tôi nghĩ là Top họ bỏ rồi, không có bất kỳ tình huống nào muốn di chuyển ra con sứ giả khe nứt này cả, và cả toàn bộ cái lượng tầm nhìn ở khu vực sứ giả khe nứt nó đều nằm trong tay đội tuyển BLG. Lợi thế về mặt dịch chuyển trên người của Free giúp cho bên phía của BLG dễ dàng khởi động và có được con sứ giả, nhưng mà đổi lại họ sẽ kiểm soát được con rồng này đang đứng rình trong rừng. Nai bị phát hiện nhìn. Zeki Love đang muốn đẩy vào cái trụ một đường giữa, một bắn, một cú giật bắn, mất đi nửa cái máu nó từ vị trí của Wayway. Đường dưới thì Nai đang áp lực vào người của Free. Nhìn chung vẫn có thế dành cho phía của Top Esports để có thể quay người trở lại với khu vực hang rồng. Hiện tại người đang đẩy khu vực trên đó chính là Fofo. Anh ta sẽ cố gắng là tạo áp lực và lấy được cái trụ hai khu vực đường trên nha. Cảm giác đợt lính này sẽ là không đủ tốc độ để cho Fofo có thể có được cái trụ hai, nhưng dịch chuyển sẽ hồi lại kịp dành cho Fofo để có thể can thiệp vào con rồng. Thiên đang khởi động rồng, và bên phía của BG thì lại muốn tấn công ra khu vực giữa. Rồng 2 sẽ có cho bên phía của Top Esports, nhưng đường trên có trụ cho bên phía của BG, đường giữa có trụ cho bên phía của BG. Và cảm giác pha trao đổi rồng như thế này thì
bên phía của BLG hoàn toàn hài lòng. Cả hai bên đều có được những gì mình mong muốn, có tình huống kích cho mình hưng phấn, cắm cọc băng, tóc biến lên, dùng cho mình cái ánh trăng dẫn lối và thiêu đốt đang dính lên người của Doggo. Doggo đang bắn thẳng vào mặt của Mark, Mark nằm xuống, dính cho mình cạp cạp, quay quay đang bị xả sát thương rất đau, quay quay được dính hồi máu và lại chạy về, quay quyết định tấn công vào vị trí của Wayward và bây giờ Doggo anh ta nằm xuống. Bên phía của Top Esports họ có rất nhiều thành viên thấp máu nhưng không ai phải nằm xuống cả. Nay một chấm máu vẫn sống được, Zeki Love rất thấp máu vẫn sống được và Fajran vừa rồi là Fajran hòa về mạng hạ gục. Xét tổng thể thì cảm giác BOG vẫn đang chưa quá lỗ, họ vẫn đang hơn tiền và họ vẫn đang có được những tình huống gỡ gạt tốt để giúp cho xạ thủ của mình quay ngược trở lại với ván đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại Fajran rồi, một pha giao tranh mà chủ động đánh đến bên phía của Top Esports nhưng BOG chủ động quay ngược trở lại để có thể phản công. Và Doggo thì có được khoảng trống bắn, anh ta dứt điểm thành công được mát, hỗ trợ cho Quay dứt điểm thành công được mát, nhưng mà Quay Quay thì cũng dính một cái tình huống lùi đạn ma hỏa và anh ta cũng không lùi về được. Một tình huống đánh quá mạo hiểm với vị trí của Doggo khiến cho anh ta mất đi luôn cả cái tóc biến ở pha vừa rồi. Và sau khi Nai tới, anh ta hoàn toàn không có tóc biến để có thể né đi cái tình huống một cầu ngữ vừa rồi và anh ta phải nằm xuống. 10-10 về mạng hạ gục và tiền thì cũng không chỉ là bao nhiêu cả, 500 tiền hơn dành cho bên phía của BLG, nhưng mà khi bên phía của Top Esports khai thác được cái trụ một khu vực trên thì khoảng cách về tiền sẽ lại được cân bằng và gần như là không có khoảng cách chênh lệch về tiền. Bên phía của Top Esports có một cái lợi thế nhất định, đó chính là họ kiểm soát được hai con rồng đầu tiên của ván đấu và sẽ là một áp lực về mặt linh hồn rồng thêm một lần nữa dành cho bên phía của BLG nếu như họ không cạnh tranh được những con rồng tiếp theo. Đang có mini cam ở khu vực đường dưới, Fiora kích cho mình cái đại thử thách vào vị trí của Wayward nhưng nó dịch chuyển về thành công. Và đầu tư chiêu cuối để có thể tìm cơ hội dứt điểm thành công được Wayward. Không, đó là chính xác hơn, đó là Nai chứ không phải là Wayward. Như vậy thì bên phía của BLG thời điểm hiện tại đã là hai đồ dành cho Doggo. Vẫn là một lượng đồ ổn dành cho bên phía của Doggo để có thể bắn trong những pha giao tranh tổng. Còn trong khi đó Zeki Love vẫn đang ổn, anh ta có được hai đồ và có những cái mảnh để có thể hướng lên cho mình vô cực kiếm. Lượng đồ vẫn đang là vượt trội hơn so với xạ thủ đối phương. Quan trọng là những pha giao tranh tổng thời điểm hiện tại cảm giác như hai bên sẽ không chênh lệch quá nhiều, bên nào làm tốt hơn sẽ là bên có được lợi thế. Thực sự bây giờ con rai của Nai nó bắt đầu cứng rồi, có một tình huống cọc băng rất chính xác ép đi cái tốc biến của Fofo, một sự khó chịu vô cùng. Thực sự phải nói như thế nào, những cái tình huống cọc băng của Thiên anh ta đặt ra luôn luôn câu về, một là tình huống hợp, hai là những cái phép bổ trợ quan trọng đến từ những người chơi chủ chốt phía bên kia. Orianna anh ta đang hướng lên cho mình, đó là một cái giảm hồi máu cho đồng đội, đó là cái bình thái hoa dược để có thể gia tăng khả năng giảm hồi máu. Với cái lượng đồ mà Fofo có, chính xác là lượng kinh tế mà Fofo có, sẽ không thể nào ưu tiên rush nhanh cho mình, đó chính là cái quỷ thư được, nên quyết định lên cho mình là cái bình thái hoa dược. Còn trong khi đó đường dưới thì muốn tìm kiếm cơ hội bắt vào người của Ri, với việc là kêu gọi được ba thành viên xuống đây và Ri sẽ làm gì để anh ta bị tấn công. Anh ta quay lại tấn trời công luôn, kích bật cho mình đại thử thách và đánh cho mình hai stack rồi. Bây giờ Wayward có tốc độ di chuyển kích thêm đến từ vị trí của Ri và ta thoát đi thành công. Vẫn lưu về được đến từ Ri. Và khoảng trống tạo ra sẽ có dân phía của BLG để có thể khai thác lại những công trình, đặc biệt là khu vực đường giữa hoặc là khu vực đường trên. Khu vực đường giữa thì cái trụ hai khu vực giữa đang khá thấp máu. Nhưng mà hiện tại thì đường dưới rất khó để khai thác đến từ bên phía của Top Esports. Họ vừa rồi muốn khai thác vào Ri nhưng mà Ri vẫn về được. Và lần này về nhà, Ri đã có cho mình một cái gươm suy vong. Anh ta sẽ tạo ra một áp lực solo kill cực kỳ lớn lên người của Wayward. Con rồng chưa tròn một phút nữa nó sẽ ra và cả hai đội tuyển đang có những cái động thái muốn kiểm soát lại tầm nhìn. Và áp lực rồng đối với đội tuyển BLG, họ đang không muốn chịu áp lực ba rồng và họ muốn all in toàn bộ vào pha này. Một cái áp lực rất căng thẳng dành cho bên phía của BLG nếu như họ mất đi con rồng thứ 3 của ván đấu. Và Top Esports thì đang từ từ tiến vào để có thể kiểm soát lại lượng tầm nhìn nhất định. BLG đang là đội có cái thế chủ động hơn ở bên trong khu vực hang rồng. Lợi thế tầm nhìn đang là tốt hơn dành cho BLG khi họ kiểm soát được cái hướng ra rồng đến từ đội tuyển Top Esports. BLG thậm chí họ đang bật ngược trở lại chăng? Họ đang lấy được tầm nhìn trước, lao vào, đó chính là Wayward tấn công vào người Thiên. Thiên mất tốc biến sau Thái Dương Hà Sang. Bên phía của Top Esports quay ngược trở lại với một pha kích Vương Quốc băng hàng và Thiên tạm thời lùi về sau cọc băng.
Bên phía của BG vẫn đang dễ dàng móc thành công vào người của Quay. Anh ta bật bán nguyên thương, thử lên như tung ra hất tung được hai thành viên, không có quá nhiều tác dụng. Và bên phía của Top Esports có vẻ là sẽ muốn lùi về nhiều hơn trong đã ra rồi. Nhưng mà BLG họ đang có một ý định khác, họ tấn công thẳng vào khu vực đường giữa và có trụ hai khu vực đường giữa dành cho bên phía của BLG với khả năng đẩy đến từ Reed. Tóc biến mất, ép tóc biến ngược trở lại. Và bên phía của Top Esports họ đang cố gắng là phản công, họ đã mất mạng đầu tiên, có mạng trả người trở lại dành cho bên phía của Top Esports, đó là Nai có được mạng. BLG đang cố gắng tiến lên với Reed đứng ở tuyến đầu, anh ta tạm thời lùi về sau tình huống đâm kiếm. Lại một lần nữa tôi thắc mắc về vị trí đứng của Jackie Love, anh ta luôn đứng một mình. Có tình huống tóc biến lên thì được kiếm đánh vào mặt của Thiên, và Thiên đánh cho mình cái hạt phong nổ thoát đi. Tóc biến theo đến từ phía của Ri đang kích cho mình định đại thử thách và kích hoạt thành công. Jackie Love đang vã, Jackie Love hạ gục được thành công của Ri và Trip. Anh ta tóc biến qua đây để tự sát. Này có cho mình vòng xoáy không gian tấn công vị trí của Doggo. Anh Trăng dẫn lối được tung ra và hai người chơi xạ thủ phải nằm xuống. Trao đổi về mạng có lời trên phía của Top Esports khi mà họ có được, đó chính là 4 mạng hạ gục của đối phương. Và con rồng này nhiều khả năng sẽ thuộc về bên phía của Top Esports. Hiện tại thì Quay vẫn còn ở đó. Bên phía của Top Esports không có rừng, nhưng quyết định vẫn sẽ là khởi động vào khu vực hang rồng. Quay có quyết định tiến ra khu vực hang rồng để có thể cạnh tranh lại con rồng này hay không? Câu trả lời, Top Esports đang có 3 người. Quay đang từ từ tiến ra. Anh ta đang cố gắng ăn cho mình con bùa xanh và có vẻ như là sẽ bỏ con rồng thứ 3 rồi. Bầu rồng thứ 3 thuộc về bên phía của Top Esports. Và bây giờ bỏ rồng eSports, họ đang đứng trước một cái áp lực vô cùng lớn, đó là cái linh hồn rồng công nghệ. Thật sự cái góc đứng của Jackie Love nó không đẹp tí nào và mất đi cái tóc biến. Đó là một cái góc mà vị trí của Vovo đã chủ động tìm cơ hội dùng lệnh sóng âm xoáy thành công, sẽ là xoáy và ép tóc biến thành công của đối phương. Còn pha giao tranh sau đó là một tình huống bắn tốt đến từ bên phía của Jackie Love. Thiên nỗ lực trong việc là cố gắng sinh tồn, anh ta câu đủ khoảng thời gian để cho vị trí của Jackie Love bắn vào người Fury. Lượng hồi phục là không đủ đến từ cái thử thách. Và sau đó thì nỗ lực lao vào để có hỗ trợ đồng đội của mình đến từ Risk. Anh ta phải nhận lại hậu quả là nằm xuống ngay lập tức. Bên phía của Doggo đã có nỗ lực để có thể nhắm vào người của Jackie Love và anh ta đổi màn thành công được với sao thủ Vương. Nhìn chung vẫn là một tình huống trao đổi mà hiện tại cả BLG và Top Esports đây chưa đội nào có sự dĩnh hơn về mặt kinh tế quá nhiều. Bây giờ là những cái áp lực vô cùng lớn được đặt lên vai của BLG khi mà họ cứ nghĩ sẽ có một tình huống giao tranh thuận lợi hơn ở một cái góc vô cùng đẹp, nhưng họ lại thất bại trong tình huống giao tranh vừa rồi, mất đi cả con rồng thứ ba. Bây giờ thì BLG họ đang cố gắng là kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực hang Baron. Hiện tại thì cái lượng súng trên người của Doggo sẽ không thể nào phục vụ cho bên phía của BLG dễ dàng ăn con Baron này được. Họ chỉ đang cố gắng là đứng rình để có thể chờ được cơ hội mở giao tranh với đối phương mà thôi. Top Esports từ từ tiến vào và cảm giác như là họ cũng biết được rằng là BLG sẽ không thể nào ăn được Baron. Thực sự không dám. Có những cú binh chấm hỏi vào và những động thái của Top, họ biết rằng BLG họ đang đứng trong đó. Bây giờ nó đứng rình, chỉ có thể được đứng rình để có thể chờ được cơ hội mà thôi. Và Top Esports cũng đang cực kỳ tự tốn, họ cắm một cái thấu kính để có thể phát hiện được là con Baron vẫn đang còn nguyên. Và BLG đang từ từ tiến ra ngược trở lại, thế trận vẫn đang cực kỳ căng thẳng. Thật ra thì khi mà đánh như thế này thì bên phía của Top Esports hoàn toàn có lợi, vì ở thời điểm con rồng thứ tư của Baron ra đời, họ có hai mục tiêu để có thể trao đổi với đối phương, Baron và rồng. Họ hoàn toàn có thể bỏ rồng để có thể lấy được Baron. Và Top Esports đang thật sự tỉnh táo trong việc là giữ nhịp. Nhưng mà bây giờ BLG đang bắt đầu khởi động vào khu vực Baron rồi. Bị phát hiện trong tình huống ăn lén Baron vừa rồi, tiến lên đó kiếp Thái Dương Hà Giang chỉ dính vào người của Thiên và họ quyết định lùi lại, kéo thẳng vào mặt của Quay, mắt lùi về. Quay dính sát thương, kích cho mình bán nguyệt thương và dính cả thiêu đốt. Bên phía của BLG tạo thời lùi về, nhưng mà góc này hơi khó để cho họ có thể phòng ngự được trụ hai khu vực đường giữa. Top Esports sẽ lấy được cái trụ hai khu vực giữa, một cọc băng chặn ra rất nhiều khó chịu. Cái cọc băng khó chịu thật sự. Và Top Esports họ khai thác thành công được trụ hai khu vực giữa. Trụ hai khu vực đường giữa của cả hai bên đều đã mất đi. Đường ra Baron và rồng của hai đội đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trong khoảng thời gian sắp tới. Quan trọng là đội nào có được cái khả năng chủ động tốt hơn trong việc di chuyển, đội đó sẽ là đội có lợi. Một vòng xoáy không gian nó không chở ai cả. Và bên phía của Top Esports sẽ lùi về mà thôi. Cái điểm nhấn của trận đấu nó sẽ xuất hiện trong khoảng tầm một phút nữa, khi mà con rồng thứ tư của trận đấu nó xuất hiện.
Và bây giờ sẽ là một áp lực và lợi thế hoàn toàn nằm bên phía của Top Esports. Họ có hai sự lựa chọn, một là Baron, hai là sẽ là cái linh hồn rồng công nghệ dành cho Top Esports. Và bây giờ BOG họ phải quyết định như thế nào. Họ công thì cũng khó, với những cái tình huống dựng cọc băng hoàn toàn có thể cản bước những cái tình huống lao vào của cả Wayway và Chris. Họ quyết định là kích hoạt con rồng không có tầm nhìn. Và đang khởi động một khu vực thằng Baron với thằng Hoa Lương nằm trên người của Doggo. Và bây giờ một mình quay quần tiến ra để có thể phát hiện được tầm nhìn đối phương. Bên phía BG bắt buộc phải lùi về và có luôn cả tên lửa đạn thương khiếp chống rỉa một lượng máu lớn vào người của Wayway. Nỗ lực ăn Baron vừa rồi đến bên phía của BG là không thành công, và họ còn tốn thêm một cái lượng thằng Hoa Lương trên người của Doggo nữa. Thực sự cái tình huống vừa rồi, thay vì tấn công thì quay quần anh ta đứng tình huống khá là khó chịu. Bây giờ thì cái cổng dịch chuyển đến từ linh hồn và công nghệ phần nào đó giúp cho bên phía của Ri dễ dàng đẩy cao được những cái thế lính. Anh ta chỉ cần đơn giản đẩy cao, sau đó tìm đến cái cổng dịch chuyển và lùi về thì cái đường bền của ta sẽ rất dễ để có thể thoát được. Và Ri từ nãy đến giờ vẫn tạo được cái áp lực đại lẽ khá là ổn, nhưng phải có lời khen cho Google. Anh ta mặc dù là có một khoảng thời gian anh ta thua thiệt so với đối phương, nhưng nhìn về thời điểm hiện tại, lượng chỉ số farm của Wayward là không hề thua, thậm chí là vượt hơn một chút so với Ri phía bên kia. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm khi mà con rồng sắp ra. Rồi tiếp tục là những tình huống cọc băng vô cùng khó chịu vào thẳng mặt đội tuyển BOG. Tiến không được mà lùi không xong, có một tình huống dịch chuyển muốn quay lại với những người đồng đội của mình để kiểm soát cái khu vực rồng 4 này. Và bên phía của Top Esports đang khởi động vào khu vực hang rồng. 3.000 máu của rồng, 2.000 máu của rồng. Rồng thuộc về bên phía của Top Esports, họ đánh bật ngược trở lại với Zeklub bắn ở phía ngoài. Sở hữu lên sóng âm không dính vào người của Zeklub và ta vẫn đang được thoải mái bắn. Bấm đồng hồ, đó chính là quay ở một chấm máu. Như người nào xuống đầu tiên, đó chính là Ri đã kích đường và bắt đầu bắn tìm kiếm một phong phong sẽ phải nằm xuống. Anh ta bấm đồng hồ một chấm máu, nhưng tạm thời câu giờ thành công. Zeklub cũng bấm đồng hồ và Doggo cũng đã phải nằm xuống. Double kill là dành cho Nai và quét sạch hoàn toàn dưới bên phía của Top Esports. Họ sẽ tấn công vào khu vực đường giữa. Và tôi nghĩ với hai vị trí xạ thủ vẫn còn tồn tại trên bản đồ và người hồi sinh nhanh nhất đó là Crypt thì hoàn toàn Top Esports có thể kết thúc ván đấu ở trong tình huống đẩy này. Có quá nhiều pha hóa vàng trong tình huống vừa rồi, nhưng cái vấn đề là pha hóa vàng đến từ bên phía của BOG ở thế thua, và kết quả là họ để cho Nai lẫn Zeklub có thể được chơi. Đồng ý là Zeklub đã gặp một chút áp lực ở tình huống hóa vàng thứ hai của Doggo và Hồ, nhưng đó là thời điểm mà Nai vẫn còn sống và Nai đủ sức để có thể chưởng hai thành viên còn lại. Và bên phía của Top Esports có được chiến thắng cực kỳ quan trọng để có thể chính thức cân bằng điểm số với BOG. Và trong những pha giao tranh ở cuối trận đấu thì công phần lớn phải thuộc về phía của TN với những tình huống dựng cột băng để cản cái tình huống tiến vào của đội tuyển Bilibili Gaming. Và Zeklub anh ta cũng hoàn thành nhiệm vụ khi giữ vị trí và xả lượng sát thương vô cùng lớn, và đội hình bên phía của BOG tan vỡ. Cuối cùng Top Esports đã giành chiến thắng lợi chung cuộc 2-1 và họ đã có thể quân bình về tỷ số trên bảng xếp hạng đối với Bilibili Gaming. Và bây giờ cả hai đội đều là 7-4. Một chiến thắng rất kịch tính và nghẹt thở dành cho bên phía của Top Esports ở những thời phút quyết định cuối cùng. Và sau bao nhiêu lần đứng loại vị trí đến từ phía của Zeklub ở pha cuối quyết định thì Zeklub đã đứng đúng vị trí, anh ta né được thành công lệnh sóng âm của đối phương. Và sau đó thì quay ngược trở lại để có thể bắn vào các thành viên của BOG, ép cho BOG phải bấm những cái đồng hồ gần như là thế bắt buộc. Doggo thắp máu, Doggo bắt buộc phải bấm đồng hồ. Fovo thắp máu bắt buộc phải bấm đồng hồ. Và những cái đồng hồ đó nó không có giá trị khi mà lượng sát thương nhồi vào sau đồng hồ là có đến từ phía của Top Esports. Một chiến thắng xứng đáng cho Top Esports với những màn trình diễn của họ trong ngày thời hôm nay, đặc biệt là Nai ở trong cả 3 ván đấu, thậm chí là ở trong ván thua đến từ phía của Top Esports thì Nai cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc. Và cảm giác như là bên phía của BOG đang bị chững lại một chút ở giai đoạn nước rút này của vòng bảng LPL mùa xuân 2022. Phần nào đó thì BOG họ vẫn đang giữ một cái phong độ rất tốt, tuy nhiên họ lại gặp một đội tuyển đang thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp, và với sự trở lại của Thiên, của Nai và tài năng trẻ khu vực đường trên đó là Wayward và Zeklub ở trận đấu ngày hôm nay, một phần nào đó anh ta cũng đã đáp ứng lại những cái sự kỳ vọng của những người đồng đội mình ở game đấu thứ 3 với sự tỏa sáng và xả lượng sát thương vô cùng lớn với con Jin. Và hôm nay chúng ta đã có được kết quả của hai cặp đấu ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đến với hai cặp đấu vô cùng hấp dẫn ngày mai, đó là trận đấu giữa LGD và Edward Gaming, và một trận đấu đó là tâm điểm của chúng ta vào ngày mai, đó là trận đấu giữa Weibo Gaming và RNG. Và có vẻ đó là những gì đã diễn ra ở trong ngày thi đấu hôm nay được phát sóng trên kênh LPL VN Official. Một ngày thi đấu cực kỳ bùng nổ, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúng tôi đến thời điểm hiện tại. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.